Rồi chào mọi người nha. Hôm nay mình chia sẻ cho mọi người xem hàng bãi ha. Đây là bộ phận máy phăng pin nha cả nhà. Rất là nhiều loại. Mình chia sẻ cho bà con xem ha. Bắn bù rong nè ha. Ốc vít, đủ thứ ha. Máy cầm tay ha, tất cả đều hệ thống phăng pin nha cả nhà. Quay cho cả nhà mình xem. Tất cả ha. Còn cứ tới xem ha, coi ưng ý thì mua ha, chia sẻ cho mọi người xem ha. 661 quốc lộ 1 thành phố Hồ Chí Minh nha. Anh em bà con ở gần á, quốc lộ 1 ha, gần trạm thu phí An Sương An Lạc ghé vô lựa ha. Ở đây thì bán các loại, chia sẻ cho mọi người xem ha. Rất là nhiều loại nha, chia sẻ cho anh em mình á, cần mua món nào ha. Đây có máy cắt hàng rào nè ha, máy tỉa nè, tất cả nè, hệ thống phăng pin nhiều nha ở khu vực này nha. Để theo khu vực á, anh em bà con mình dễ mua, dễ tìm, dễ lựa ha. Rất tuyệt vời. Anh em xem nhớ cho mình xin một like, một đăng ký và một lượt chia sẻ ha. Còn bên đây nè cả nhà, đây là bộ phận của nó, là mấy em này lưỡi cắt nha, lớn có, nhỏ có ha. Anh em cần ghé vô mua xem coi lựa ha. Ưng ý thì lụm. Đây nè, thì nhiều nhất nha. Đây là bộ phận của mấy cái đồ nghề á, bà con cần xài vô lựa nha. Rất là nhiều đồ nghề, anh em nào cần nha, đồ nghề bãi vô lựa ha. Rất là tuyệt vời. Về ngập lối đi, chia sẻ cho anh em xem. Món nào nhiều quá nhiều. Dài vô trong đó luôn nha cả nhà. Cả nhà mình thấy không? Đây nữa nè, ra tới trước luôn nha. Ai cần quẹo vô lựa xem coi mua ha. Kính thưa các loại luôn, món nào cũng có ha. Ở trước nữa nha cả nhà. Đây, dài lên trước luôn.
bán các loại luôn. Sáu sáu một quốc lộ 1, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh nha. Rồi mình chia sẻ cho cả nhà xem. Cả nhà thấy kênh có ý nghĩa cho mình xin một like, một đăng ký kênh và một lượt chia sẻ ha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Rồi chào tạm biệt, hẹn gặp lại cả nhà nha.